Vâng anh em ạ, thùng tính ngủ của tôi thì hết từ mấy hôm rồi. Video thì đầy thế nhưng mà tôi không đi câu, tôi chỉ quay trực trộn thôi. Đây, trộn đây, sáng nay mới mua đồ này, khoai lang này. Cắm ngô, cắm gạo trong cốp xe này tôi lấy ra. Hôm nay lại tôi bắt đầu một thùng thính mới. Quay. À, mỗi cái được. Đấy, cắm ngô cắm gạo này. Giờ đi gọt khoai. Em hôm nay tôi ủ nhiều này, cắm ngô cắm gạo quá trời luôn này, cắm gạo này, cắm ngô này. Nguyên cắm ngô hôm nay 9 cân cơ, cắm gạo 6 cân cơ. Mai tôi đây khoai lang 6 cân. Mấy một thùng bỗng rượu nữa nhưng mà tôi chưa xin về. Chiều cô em nó mang lên thì tôi sẽ làm. Đấy bây giờ ok. Vâng anh em này, tôi luộc khoai chín rồi này. Đấy, anh em cắt ra nó rất chi là nhanh chín đúng không? Đấy. Ngon, đây một xong nữa, cái xong này không có nắp. Đấy. Đấy nó bở nó lướt hết ra rồi. Như vậy là chín rồi. Bây giờ chỉ cần chắt nước ra. Chắt nước ra thì lấy luôn cái nước này chặt ngô. Sau đấy thì anh em bắt đầu công việc thôi. Ok. Đấy, quá trình chắt nước này thôi khỏi quay ha. Khoai ngon quá. Đây, tôi cho mấy ít ra đây để tí làm tí. Khoai này mà không ăn thì hơi phí. Đấy anh em xem này, nó bở tung này. Khoai đắt tiền cũng khác. Cô em mình mua hình như 25 hay 28 nghìn một cân này. Thôi bỏ ra 3 củ 3 miếng thôi. Bỏ này loanh quanh tí lại thiếu chết dở. Rồi ok, bây giờ tôi đi chắt nước và đây. Đổ ngô ra đây. Đổ cắm ngô ra chậu và sau đấy thì trần thôi. Ok, sau đấy thì tôi sẽ quay phim tiếp. Ngô trần nước sôi. À, uống rượu thằng Hiệp Lung nó đã mang lên đâu. Anh Trần để tí ngoại chiều anh xuống anh lấy đi. Này thiếu nước anh đang tắm thích 2 lít để điện này. Xong rồi nữa giờ cho có cái gì à, xong gì khoai á cứ ờ. Là khoai á cái gì nữa đây, cái này đổ vào cái này cái lúc ba này khoai đổ đây mình đi bẩn mình đi thôi bẩn cái này sạch. À, cho luôn cả cái kia đổ chồng lên đấy được để anh giữ này. Mẹ em mua khoai này phí tiền quá. Sao? Mua khoai rẻ rẻ thôi, ủ này không cần khoai ngon lắm. Hai thùng tính làm hai thùng. Ngon. Nhìn gớm không? Ngoài ngon không? Quá ngon. Hai thùng to. Ngọt vãi ái. Ngọt, ngọt này mới chết chắc. Ngọt vãi ái luôn. Như đường. Tụi con xe em đi đây. Tí xong mà đang ủ thính nền đây. Ngô trần các thứ này. Vừa trộn ổ lăng xê cho em là đi đánh lăng xê. Này đấy rồi ít nhưng mà chất lượng này em. Đấy à.
Bình thường ở cái hồ đấy em ạ, bình thường nó rơi vào khoảng tầm, nếu như mà hôm nào nó ăn nhanh ấy, khoảng tầm 12 phút là nó đã ăn rồi. Nếu mà non chậm thì cũng rơi vào khoảng chỉ là tầm 30 phút, 40 phút là căng thôi nhá. Nhấc lên à? Không cần nhấc lên, bởi vì cái mồi này anh trộn cho em cứng lắm. Nếu mà lúc nào anh xuống ấy, nếu mà anh xuống thì anh sẽ trộn nhão ra để anh vụt cho em mấy cục. Bởi vì cái này chỉ cần em ném để như cho bổng lên tí thôi. Bởi vì cái này nếu mà đập bẹp phát nước mạnh quá nó sẽ bị tưới hết mồi ra. Nhá. Nói chung phải biết mà đéo. Nếu mà vụt sai cái là loanh quanh bắn lại được mồi mệt lắm đấy. À đây, từ từ đã. Anh lấy cho em một cái ống bơ. Còn đánh một cần, một cái ống bơ nào. Kéo được, xong rồi giấu cướp đi được mà. Khoảng rồi, có một cần thôi. Hết rồi. Tại trí mà, chưa đi được cá. Goodbye, see you again. May mắn nhá, làm 50 con, trôi. Còn 30 con chép nữa, thế là 80 con. Ôi, đấy, cho trộn lăng xê cho thằng cô em nó đi câu. Nó sơi hết thính nền của tôi rồi, bây giờ nó quay sang nó sơi cả thính lăng xê nữa đây. Rồi, giờ đi bây giờ đi ngô nghê các thứ này, trần đi. Ngô trần nước sôi giống như kiểu cuối bánh đúc ấy. Một chậu này và một chậu nữa. Mai tôi ủ nhiều. Đấy, thiếu nước. Anh em tráng cho nó mịn xuống này, cho nó chín ở dưới. Này nó chỉ chín được khoảng tầm 50% thôi.
50-60% thôi. Nguấy như kiểu là nguấy cắm lợn. Rồi ok. Bây giờ anh em sẽ lấy những cái đồ, đồ gì thì đồ, lấy đậy tất cả những cái này lại để cho ruồi nó không vào. Đấy anh em, đậy vào, đậy kín vào cho ruồi. Cái này mà lúc mới luộc xong bóp thì nó rất chi là dễ, nhưng mà mới luộc xong thì nó nóng quá, để nguội nó lại keo khó. Ôi giời, thực sự nó rất chi là mỏi tay anh em ạ. Này cả mà cái chỗ làm thính bán ấy, bỏ vào quay một lúc là nó đều hết. Để nhanh hơn. Lâu quá, mỏi hết cả tay. Chôn như này cũng không sợ bên nhiều bên ít đâu, sợ bên nhiều đồ bên ít đồ, bởi vì tí nữa nó sẽ lấy một nửa của cái chậu nọ cho sang một nửa của cái chậu kia, trộn đều lên thế là ok, thế nên chắc chắn là tất cả sẽ đều.
trộn vừa xong đi trộn mồi cho thằng em nó đi đánh lăng xê đấy, chả biết có được con nào không. Chả biết nó được hay không, thì đến tối nữa mà tôi vắng vắng khách thì tôi chạy xuống cho nó đi về tôi đánh, nếu mà có khách thì tôi tháng này tôi làm đen lắm, làm cái gì cũng đen. Hôm nay là đấy, hàng lại vừa gửi nhầm xong, vừa một người gửi nhầm cho một anh em. Ông thì chờ mãi chả có, ông thì được, ông thì lại nhận được hai cái, cuối cùng lại chuyển ngược một cái lại. Mệt quá, tháng này cái đen làm cái gì cũng chú ý lắm rồi mà nó vẫn đen. Mỏi tay lắm rồi, thực sự quá mỏi tay. Ok, bỗng rượu thì bỗng rượu chia đôi. Đây, bỗng rượu ở trong miền Nam ấy, người ta gọi là cái hẻm rượu. Cái hẻm rượu, anh em, nhiều anh em trong Sài Gòn mình, ở ngoài Bắc mình gọi là cái bỗng rượu, nhiều anh em không biết. Bốn thứ đảo đều hết lên. Mày đang có khách à? Dạ. Anh chị. Bóp hộ anh chị. Mỏi tay quá. Bóp chậu bên kia. Bóp không phải à? Đào đầu hết lên. Tay không phải à? Ừ. Tay không phải bóp, đào đầu hết lên. Đấy là, đấy là... Nó sạch không mà, nó toàn đồ luộc không mà. Không phải này. Nó nóng một tí thôi. Chỗ đào lên nó ấm, mày tay đảo. Bẩn tí rửa mà cái này nó bẩn không mà nó còn bỗng quay cứ hai cái như nhau. Đây là mày đảo cái này. À, nó chỉ còn ấm ấm thôi mà. Nóng nó đều bóp không anh đây. Gọi mãi đâu đấy được cường đâu. Thế nào gọi ăn cái thưa. Nhão chậu đấy tí nữa. Bốc nửa chậu này ra cho chậu đấy, bốc nửa chậu đấy cho chậu này, cái này nó đều.
cho lợn ăn. Dưới đít cán ngô hay làm dưới ngô gạo. Vất vả không? Một giờ đầy đó. Đây anh mượn vẹn hết ở một góc, cao lên để anh cho một nửa cái này sang, bốc một nửa cái này sang đây. Tại một cái nó bị nhão, một cái nó bị khô. Vậy đây. Đau anh. Thank you. Mẹ bán rồi.
nhào xuống nha. Son nó dính đầy cái này. Anh em lau sạch sẽ để anh em mình dùng đi. Rửa sạch xong rồi lau đi, lau khô. Cái sổ con này không hết thì tí cho cái sổ to nữa, lau cái này đi, không hết thì tính sao. Anh em lúc làm mới vệ sinh cố gắng mấy cái này sạch sẽ một chút này, anh em bảo quản nó sẽ tốt hơn. Ví dụ dăm bữa lửa tháng vài tháng không đi câu thì mồi nó vẫn ok. Giờ cho vào thùng ủ. Đây là cái clip đến phần ủ thính rồi, mà trong cái máy của tôi vẫn còn khoảng 5 đến 6 clip trộn thính nữa cơ. Tôi chưa úp bởi vì không phải là tôi đi câu, có mỗi trộn thính thôi, trộn cho thằng cu em. Đấy, anh em nhìn này. Đấy. Cho vào đây đậy kín lại và thế là 15 ngày sau, nửa tháng chúng ta có đồ chơi dài dài. Hôm nay là 9 cân, hôm nay tôi trộn là 6 cân khoai lang, 9 cân cắm ngô và 7 cân cắm gạo đấy. Mới đầu thì dự định ít hơn, loanh quanh cuối cùng phát sinh ra thành nhiều. Anh em ủ khô hay là có thể ướt hơn cái này một tí cũng không vấn đề gì cả nhá. Có thể nó khô hơn, có thể nó ướt hơn, không sao cả. Đấy, như cháo này. Thank you.
anh em cho vừa vừa thôi, không có đầy quá là đến lúc là nó sẽ bị nở ra, nó sẽ trào thính ra ngoài đấy. Rồi, ok, xong một thùng này. Hôm nay anh em lấy túi ni lông bịt lên trên, sau đó thì lấy lắp thùng đậy lại. Lấy túi ni lông sạch anh em nhé. Đậy kín à? Rồi, ok. Lấy nắp thùng phủ lên. Và 15 ngày sau là anh em ta có thể đi câu được. Một thùng. Còn cái thùng con này tôi sợ là không cho hết được đây. Đầy mất rồi anh em ạ. Tôi đã định trộn hai cái thùng sơn to cơ, nhưng mà cái thùng sơn, nhưng mà một cái thùng sơn thì tôi đang không tìm cái nắp đâu. Còn nhiều phết đấy. Thôi tạm thời để tôi đi thử tìm xem cái thùng, cái nắp của cái thùng sơn cái đâu vậy. Cho cái thùng sơn nữa thì mới vừa được. Chả thấy lấy cái hũ này vậy, cho đổ lạc ra rồi ủ ở đây. Tôi không có là nó lại bị trào thính, mấy hôm nữa là nó lại trương lên. Sau clip này sẽ có cái mấy hôm, được vài hôm thì sẽ có cái clip kiểm tra thùng thính, anh em sẽ thấy nó trào lên.
biết tôi cho vào đây nó có vừa không. Hết đồ rồi. Cái này thì nó có nắp. Cố hết sức rồi anh em ạ, chỉ được nhiêu đây thôi, bởi vì nó sẽ tràn lên. Nó còn chỗ này tôi cố gắng tôi chia ra hai cái thùng kia vậy, không thể bỏ đi đâu. Này, tôi đang sợ nó sẽ bị chảo đây này. Rồi ok, đút nốt rồi. Cố gắng nhồi nhét nốt vào đây. Rồi, ok, cố nhồi nhét thì nó vừa anh em ạ. Muối à? Muối ủ à? Nè. 1 2 này. 3 này. Mệt quá. Này. Bây giờ cho vào đây và quên lãng nó đi. Nửa tháng sau có đồ dùng. Thế thôi. Đây, cái này đậy kín rồi. Nhìn ở trên nó dơ. Anh em rửa đi, thoải mái. Cái này nó có nắp. Nhìn cho nó sạch sẽ một chút. Ok. Đó. 1 2 3 em. Rồi bây giờ đi vệ sinh cái đống tạp nham này này. Rồi ok, tôi xin kết thúc cái video ở đây. Chúc anh em làm được những cái thùng thính nền ok. Và ngon, thậm chí còn ngon hơn cả tôi nữa.
Ok, chào anh em.